con này nhìn được phết này này. Đấy, con này nhìn được này, nhìn sừng xếp mọi thứ được này. Con này là anh mua à? Con này là con con này, con này nó là con của con này. Không, con này là con đực to. Hả? Con đực to này này. À con này á. Nhìn nhìn đẹp phết nhỉ. Đấy là lui 5 năm rồi đấy. Nếu mà tính ra là chưa đầy 5 năm. Chưa đầy 5 năm. Xin chào toàn thể các bác nha. Thì tôi đang ở Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội các bác. Thì hôm nay tôi sẽ qua đây giao ít đa liếm, thuốc ghẻ giận run, sanagan và vaccine tụi trùng cho trại trâu này. Chia sẻ với các bác là đàn trâu của nhà anh ấy đây. Thì đàn trâu này vừa được đi chăn thả từ ngoài đồng về đó các bác. Thì bây giờ cũng là gần 6 giờ chiều rồi. Các bác có thể thấy nhìn hơn 20 con trâu này nhìn nó đẹp không ạ? Béo lúng lính luôn. Đàn trâu này thì chăn thả hoàn toàn tự nhiên nha các bác, chứ không cho ăn bất cứ một tí cám nào đâu đó các bác. Đấy, các bác có thể thấy là đối với trâu bò á, thì chỉ cần đó là đầy đủ cỏ chăm sóc tốt là con trâu con bò nhìn rất là béo đẹp đúng không ạ? Thì hôm nay tôi cùng các bác qua đây để review đàn trâu sinh sản này nha các bác. Let's go! Đang có chữa. Này là đang chữa hết rồi. Còn này cái nào mấy con đâu, nhìn bụng to kìa, sắp đẻ rồi. Đầy cho đầy này. Đây chia sẻ bác, đây là một cái mô hình chăn nuôi trâu sinh sản nhớ bác. Đấy, vừa đi gặp mấy chục con trâu về đấy bác này. Hôm nay giao đá liếm với lại giao thuốc thang các thứ cho trại này. Bố đâu? Dưới chuồng. Dưới chuồng à? Thả ở đâu? Thả ở ngoài đảo. Thả ở ngoài đảo. Thả ở ngoài hồ ấy nhá. Nhà cháu có bao nhiêu con? 23 con ạ. 23 con à? Vừa đẻ ra hay mua rồi? Đẻ vừa mua. Vừa đẻ vừa mua à? Đây. Con này mua về à? Béo nhỉ, thả béo phết đấy. Hả? Này mùa đông rất phải nhốt chứ. Ngô sao để khô hết này vậy? Ừ. Không sao bố cho ông xin mang về ủ ấy. Bù cỏ đây à? Chó ấy, đi xe chó ấy. Ôi cắn. Không cắn à? Anh à? Sướng nhà, nhìn đàn trâu sướng thế anh. Được đấy. Trâu có phải cho ăn cám chứ kéo đâu. À, chỉ có thả chăn thả như thế thôi. Thả hoài chứ. À, tổng 23 con đấy. Lợn ở trên này à? Vâng, thế này là ok rồi anh. Này đẹp rồi. Ui! Chắn chắn con kia thằng kia nào. Về có cho ăn thêm cựa cỏ chứ anh? Dạ. Không cho ăn thêm cỏ ấy. Đây này là san ra hai bên đấy à? Thế bây giờ là đây là anh
Châu nhà anh sinh ra hết đây á? Cả đi mua rồi anh. Nó chạy ra rồi, Con này nó mới để ở nhà nên nó kiểu. Về trước là không có gì. Bọn châu cái này nó không đánh nhau anh nhỉ? Dạ? Ở sốt với nhau nên chắc quen. Con cái kia là mua về hay là của nhà đấy? Con này sang đây sẽ. Ok, con này như là kiểu là châu Lào ấy nhỉ? Anh nhỉ? Đây này, con này nhìn đẹp này anh này. Mí dày này mà. Mí dày này, con này mấy răng anh? Này nhìn mí dày này à, nhìn mặt mặt được đấy. Con này banh bao nhiêu của anh? Không biết. Đây này, thằng cu suốt ngày đi thả trâu của anh. Cu to à? Cu to. Tưởng là cu này. Cu này cháu nó. À tức là bây giờ mình chỉ có thả ra đấy xong bắt đầu mình về thôi. Vâng, bỏ đấy xong về thôi. Béo lúng lính nhỉ. Béo lúng lính luôn này. Đây là 4 con này, này là mấy con, 3 con này là vừa đẻ anh. Châu cái. Ôi giời. Nó đẻ toàn châu cái là thế này à, anh có mỗi châu được à? Sao kia? Con này sao đốm đốm trắng này anh? Hay nhờ? Cái này lông của nó chứ đúng không? À thế thế này nó bị lấm rồi. Lại tiêm vậy. Anh tiêm là khỏi đấy anh. Em tưởng là lông nó như thế ra cái này là bị lấm rồi. Bị lấm lắm rồi, mấy năm nay. Mấy năm nay hả? Dạ. Lông của nó vẫn da trắng mà. Lông da trắng đấy chứ. Bị lấm rồi anh. Cái này anh tiêm là khỏi đó. Khỏi. Anh tiêm mà khỏi đó. Ôi rồi cái này là. Hay nhỉ? Bị lấm rồi. Cái này tiêm cái tamixin kia là khỏi luôn. Nhưng con này đang có chữa đúng không? Cái này thì anh phải lấy cái loại đó là không có sán lá gan thì mới tiêm được. Không, con này sau này mình tiêm sau thôi. Không, vẫn tiêm được. Cái nó bị nóng á. Vâng vâng, cái này anh tiêm thoải mái luôn. Thuốc kia tiêm được. Đây anh buộc chỗ này mỗi bên khoảng 2-3 cái đây anh treo 2-3 cái viên da liếm ở đây được rồi. Bọn này nó sao nó đẻ toàn châu cái này, này toàn cái nhỉ, đúng một con đực. Cái này xong bắt đầu lại cột từng con vào một anh. Cột vào cho nó hiểu nó không ạ? Vâng vâng đúng rồi. Xong để dọn dẹp. Cái này là châu là anh Phú Tình hay là anh ấy? Anh lấy trực tiếp. Nhà Phú trực tiếp à? Con này nhìn được phết này này. Đấy, con này nhìn được này. Nhìn sừng xiếc mọi thứ được này.
Con này là anh mua à? Con này là con con này nó là con của con này. Không, con này là con đực to. Hả? Con đực to này này. À con này á. Nhìn nhìn đẹp phết nhỉ. Thế là nuôi 5 năm rồi đấy. Nếu mà tính ra chưa đầy 5 năm. Chưa đầy 5 năm. Ngoan phết nhỉ. Cái này là nó không hút nhau rồi. Được cái có hôm nào có cũng một cái nó phải sống á. À. Là hút nhau nhau thôi. Cái nó sống. Con này này nó đánh con kia đấy răng giờ. À thế ạ. Con trai này. Cái này con này này. À, con này á. Con này là bọn này nó quen anh ấy nhỉ? Nó quen anh chứ. Rất nghe lời luôn. Con này là được mấy tuổi anh? 3 tuổi chưa? 4 tuổi chứ. 4 tuổi rồi, nhìn như này thành trâu mà. Đấy luôn. Nuôi như này cổ lên như hơn nuôi công nghiệp. Hơn nuôi công nghiệp. Người đang muốn thì có này. 50 con, 100 con. Chỉ à. Có ăn một chút trong ngoài đấy. Thì nó mấy trăm hectare bộ không? Mấy trăm hectare bộ không? Sướng nhỉ. Nhưng mà mùa đông là có cỏ không anh? Úi dồi ôi, ôi, cứ bằng đầu. Cứ bằng đầu luôn. Cỏ ngày trước á, là nó thế này. Thế thì đầu tư nó ít nữa. Cỏ ngày trước là nó trồng để nuôi dê. Đất này này. À. Bây giờ là nó làm cái dự án nó đổi gì đấy. Thì bây giờ cái lá phúc là nó chung với lát này rồi. Thế là từ đời nó không làm được. À, mấy con này mà anh nhỉ, bên này bảo được là đã có giá anh nhỉ. Nó để cái để cái. Cái là như con này cũng được. Đấy. Cái như con này đẹp. Tối nào về cũng phải buộc phải hết rồi. Không cho nó phải cho uống thêm, ăn uống thêm, không cho uống nước các thứ luôn luôn này. Rồi, nó không phải cái đường thứ 2, cái bộ mình bông cũng về cái là nó đầm nó tắm chán nó bắt đầu quay về đây. À, đầm với tắm chán nó bắt đầu quay về đây. Sướng nhỉ. Nhìn đàn trâu này. Nếu mà trâu được bọn này nó quen hết nhỉ. Mở cửa với trâu nó đi ăn ngay thì có. Quen hết. Con này là con kia là chửa được mấy tháng rồi anh? Không rõ chắc tầm con này phải trên 7 tháng rồi. Đúng. Con đây. Con đây á. Này béo. Béo dã man luôn, bằng lưng. Con nào con đấy. Cần gì phải tranh nghiệp đâu, cứ đồng cỏ đuổi ra này ngon lành. Sáng đuổi ra, tối cho về. Không được ngay thế này hả bố? Được ạ. Sao Ngô bỏ phí ở ngoài này mà không xin hả anh? Hả? Ngô bỏ phí ngoài này không xin? Bỏ nhà đây chứ, cả đời. Ừ.